Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay về cho anh em một con máy cưa xích dòng siêu phẩm anh em này. Đó, con này là dòng xích tin 024 anh em nhé. Đó, máy đẹp như mới luôn, xuất sắc luôn nha, không có gì để chê luôn nha. Đó, tem này vẫn còn đang được phủ bóng, phủ lớp ni lông anh em nhé. Đó, mình có thể lột ra nó mới hơn nữa nha anh em, mà mới để vậy cho nó mới. Đó, nó zin nguyên bản anh em nhé. Đó, đây máy móc tổng quan nội thất chén côn nha, chén côn mới có vết chạy cho sơn nha, chén côn zin hết nha nha. Đó, bơm hết đồ là zin hết từ AZ nha. Đó, hàm rồng zin, tăng xích cũng zin luôn. Đó, máy mới rửa cho sơ bên ngoài nha. Đó, chế zin rồi nha. Đó, chế có chế ST này. Đó, chế zin ống xăng zin luôn, dây điện đóng là zin đẹp rồi nha. Quá mới luôn, không có gì để chê luôn. Đó, cục điện anh em, điện gì nó luôn, điện gì có chế ST được mà. Rồi điện sẽ ở trong, có ST, ST nằm đây nha anh em nhé, ST nằm đây. Vô lăng xin luôn, quá đẹp. Đó, đồng zin luôn em nhé, đồng zin của nó luôn, đồng zin xịn, tất cả đều chưa có bung máy ra em nhé, chưa có bung đầu nòng ra, nó chỉ có gỡ ba cái đồ phụ kiện ra để mình vệ sinh nhé. Nó soi bô bê tông nhé, nó bê tông nòng soi anh em xem nhé. Đó, nòng em. Đó, nòng sáng choang nha. Đó, làm bê tông anh em xem. Đó, bê tông còn nguyên vân ngang nha. Bê tông còn nguyên sọc ngang đây nha. Đó, anh em có thể thấy rõ bê tông rất mới nha. Còn nguyên đường sọc ngang nha em nhé. Đó, không có gì để chê bê tông này rồi. Máy thì quá đẹp rồi nhé, nó xài đâu bao nhiêu, thực ra nó xài rất ít. Bô zin nha em nhé, họ bô zin có chiếc tin này. Đó, quay chi tiết cho anh em xem, con này mã số máy này anh em nhé. Đó, 1307-00087 anh em, số series cũng rất đẹp. Đó, đây, tổng số máy. Đó, con này là 024AVEQ, được sản xuất năm 1994, đó tháng 11 nha em. Đó, phần khúc là 42cc. Đó, trọng lượng đầu không là 4,5kg anh em nhé. Đó, vâng, thật sự con này rất là mới luôn. Nắp xăng nắp nhất lồi anh em nhé. Đó, nắp lồi là dòng đời mới, chủ giật zin luôn nhé. Đó, chủ giật zin nhắn tin, tay nắm giật cũng zin luôn nhé, rất ngon lành anh em ơi, đẹp mát rất mới, nắp cũng làm rất đẹp, họ đâu làm gì nó luôn nhỉ, họ làm xích anh em, họ ơi làm xích anh em, họ thử dài làm anh em nhé, họ làm này của nó là làm 42 à 43 sử dụng được 40 nha. Đó, làm nó là làm 43 sử dụng 40, xài xích 325 nha anh em nhé. Đó, làm cũng zin của Atin luôn. Đó, để em chưa có thay thế gì nhá. Đó, làm phải xài bền lắm anh em, làm zin của Đức, xài rất là bền luôn, và nhẹ máy nhá. Bây giờ máy bãi sẽ tiến hành lắp ráp vào cho anh em xem nhá. Đó, để anh em chim xem thử con này nó còn ngon nổ có êm hay không nhá. Đó, con này nòng bạc nó đẹp cỡ này là máy nó rất là êm rồi. Đó, quan trọng là bộ nòng ấy. Đó, cái máy anh em mua hàng là quan trọng bộ nòng. Đó, bộ nòng nó phải còn nó còn cái tông sọc ngang ấy thì máy nó vẫn chất lượng em nhá. Đó, anh em về anh em pha thêm nhất xài nhất ST nữa thì là khỏi lo bộ nòng hư luôn em. Đó, không bao giờ lo cái nòng hư, bởi cái máy quan trọng cái nòng thôi nha. Đó, bây giờ máy sẽ tiến hành lắp ráp vào cho anh em xem nha. Rồi, máy bãi đã gắn xong cái con máy này rồi anh em nhé.
Đó, anh em chốt cái này cứ lên này trực tiếp qua số điện thoại 0345099 em nhé. Hoặc là ghé cửa hàng của Hoàng xem trực tiếp tại địa chỉ 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk em nhé. Đó, bây giờ sẽ đi vào test nổ con này xem. Trước rất đẹp. Con này mới đến 95% luôn anh em. Không khác gì mấy thùng mấy nhá. Rất lớn. Rất đẹp luôn ạ. Đẹp một thời anh em ạ. Chốt cái này cứ lên để trực tiếp qua số điện thoại 0345099 em nhá. Giá con này mình đang bán với giá là 6 triệu anh em nhá. 6 triệu Việt Nam đồng. Bao ship tận nhà anh em nhá. Xin cảm ơn toàn thể anh em.